trước khi sử dụng ta mở bốn chốt khóa nắp thùng để kiểm tra buồng làm việc của máy để chắc chắn rằng không có đá hay vật sắt ngọn nào bên trong và bộ dao băm thái đã được khóa chặt ốc hay chưa cửa ra nguyên liệu băm có thể điều chỉnh lên xuống cũng như độ văng xa hay gần của thành phần nếu sử dụng để băm cho cả dưới ao ta có thể chỉnh nắp hướng lên để trực tiếp thành phẩm có thể rơi xuống với hai tay đẩy inox dài có bọc cao su ở tay cầm ta có thể đứng thẳng lưng khi di chuyển máy một cách nhẹ nhàng và không mất quá nhiều sức vì còn có hai bánh xe cao su đặt hướng ngược lại với tay cầm giúp máy có thể di chuyển qua các địa hình sỏi đá khó đi lưu ý khi cấp điện cho máy hoạt động ta nên để cb ở chế độ tắt sẽ an toàn và tốt hơn cho motor tránh trường hợp nguồn điện quá tải